Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Thật đáng sợ và kinh hãi khi phải chứng kiến cảnh nước dâng lên, và khoảnh khắc đó khi đứng trước những thảm họa của thiên tai, con người chúng ta thật nhỏ bé vô cùng. Đó là một lời ca thán đầy sự hoảng sợ, bàng hoàng vô cùng của một người dân Trung Quốc khi phải tận mắt chứng kiến đất nước mình ngày qua ngày đang phải gồng mình chịu đựng từng trận lũ dữ đổ về. Trong khi cơn bão số 2 mạnh thứ 2 trên thế giới đổ bộ ở Trung Quốc đã khiến mực nước sông Dương Tử, đập Tam Hiệp lên mức cao kỷ lục và gần như nó đã tạo ra những dòng lũ thế kỷ, khiến cho một nhánh sông Dương Tử vỡ bờ và đập Tam Hiệp phải liên tục đặt trong tình trạng khẩn cấp khi liên tục phải tăng cường lưu lượng xả suốt ngày đêm, gây ra những trận lở đất thương vong, những trận lũ quét kinh hoàng cuốn trôi, nhấn chìm mọi thứ nó đi qua. Thế rồi tai ương vẫn tiếp tục chưa chịu buông tha Trung Quốc. Thông tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, hôm qua, 1,4 tỷ dân này đã phải hứng chịu một trận mưa đá chưa từng có trong lịch sử. Thông tin trên được tờ báo của Bắc Kinh cho biết như sau. Vào lúc 21 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh, thành của phía đông bắc của nước này bất ngờ hứng chịu một trận mưa đá khủng khiếp và dữ dội. Những hòn đá to bằng quả bóng màu trắng rơi liên tiếp từ trên trời xuống quảng trường Thiên An Môn của thủ đô Bắc Kinh suốt hơn một tiếng đồng hồ. Trận mưa đá trên đã làm cho thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc tê liệt gần 2 tiếng đồng hồ. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập đã phải họp gấp ngay trong đêm, bởi trận mưa đá xảy ra quá bất ngờ. Sau 2 tiếng đồng hồ thì các tỉnh như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Hồ Nam cũng đã xuất hiện những đám mây dông và sấm chớp đùng đùng. Một lúc sau đó thì mưa cũng trút hàng ngàn mét khối đá trắng bao phủ một vùng rộng lớn. Theo Cục Thống kê Nhanh của Trung Quốc cho biết, hiện tại mưa đá đã làm tan nát 1,2 triệu hecta cây trái, hoa màu của người dân Trung Quốc đại lục. Điều này đã làm cho cơ quan đầu não chính quyền ông Tập đang rất buồn. Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập được cho là buồn nhất. Còn hơn 1 tỷ người dân của Trung Quốc ca thán mất trắng mùa màng vì mưa to, gió lớn, động đất, gió bão, vỡ đê, vỡ đập trong những tháng đầu mưa lũ vừa qua vẫn đang tàn phá Trung Quốc. Người ta cho đây chính là luật nhân quả mà chính quyền ông Tập đang phải gánh chịu, khi đã gây đau thương và chuốc oán với cả thế giới trong suốt thời gian vừa qua. Hiện tại thì cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của Trung Quốc cho biết, những trận mưa to đến rất to, cùng mưa đá, lũ quét, sạt lở vẫn đang tiếp tục hoành hành nhiều tỉnh của Trung Quốc. Kính thưa quý thính giả, mưa lớn ở phía Nam Trung Quốc vẫn tiếp tục kéo dài. Vào lúc 6 giờ sáng nay, Đài quan sát khí tượng Trung ương liên tiếp đưa ra cảnh báo mưa bão, dự kiến mưa lớn vẫn xảy ra ở phía Nam và Tây Nam. Trước đó, đập Tam Hiệp đã bắt đầu khẩn cấp xả lũ, gây ra áp lực lớn đến các thành phố ở hạ lưu. Hiện tại, nhiều thành phố bị ngập lụt và cũng có thông tin rằng nhiều người rơi xuống nước bị điện giật tử vong. Những dữ liệu này đều thuộc về bí mật quốc gia. Theo cảnh báo sớm do Đài truyền hình vệ tinh Trung ương đưa ra, ước tính từ 8 giờ sáng qua đến 8 giờ sáng nay, khu vực ở phía Nam Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam và hầu hết các khu vực ở Quý Châu, Tây Bắc, Quảng Tây, miền Trung, Hồ Nam, Tây và Đông Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến, Nam Chiết Giang và những nơi khác có mưa bão lớn. Trong số đó, một số khu vực phía Nam, lưu vực Tứ Xuyên, Tây Nam, Quý Châu và Tây Nam Chiết Giang đã xảy ra mưa bão lớn. Một số khu vực nêu trên đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Lượng mưa tối đa mỗi giờ từ 130 đến 150mm, có địa phương vượt quá 270mm. Có nơi thời tiết đối lưu mạnh như dông, bão và gió mạnh. Vào sáng nay, Tân Hoa xã đã đưa tin, chịu ảnh hưởng của mưa bão liên tục vào chiều nay, lưu lượng nước của hồ chứa đập Tam Hiệp bắt đầu tăng vào lúc 14 giờ chiều. Lưu lượng của hồ chứa Tam Hiệp đạt 40.000 mét khối trên giây, gấp đôi vào lúc 14 giờ ngày hôm qua. Trước đó, để đối phó với vấn đề này, lãnh đạo phòng chống lũ sông Dương Tử yêu cầu xả nước hồ chứa Tam Hiệp để đạt lưu lượng nước trung bình 35.000 mét khối trên giây. Đến 5 giờ chiều nay, mực nước của đập Tam Hiệp đã đạt tới mức 147,57m, vượt mức lũ 2,57m. Trong cùng ngày, 34 tổ máy phát của nhà máy điện Tam Hiệp đã triển khai toàn bộ với tổng sản lượng hơn 20 triệu kW gần hết công suất. Đây là lần xả lũ đầu tiên của Tam Hiệp trong năm nay. Tuy nhiên, việc đập Tam Hiệp xả lũ được cho rằng sẽ gây ra áp lực lớn cho các thành phố ở hạ lưu. Theo báo cáo của trang web sông Dương Tử, vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay, Văn phòng chống lũ thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông tin nói rằng, vào lúc 7 giờ sáng nay, mực nước của trạm sông Dương Tử đạt 25m là mực nước cần phải phòng vệ. Mức kiểm soát lũ ở Vũ Hán được chia thành 3 cấp độ dựa trên mực nước trạm Hán Khẩu. Mực nước phòng bị là 25m, mức cảnh báo là 27,3m và mực nước đảm bảo là 29,73m. Tuy nhiên, các thành phố Nghi Sương gần Vũ Hán và chỉ cách đập Tam Hiệp hơn 40km, hiện đã chịu trận mưa lớn 20 năm một lần. Vào sáng nay, lượng mưa cao nhất ở Nghi Sương đạt 271,6mm, vượt quá mức cao nhất trong lịch sử của trạm khí tượng Nghi Sương.
nhiều ô tô đã bị chìm trong nước. Qua các video chia sẻ trên mạng Internet cho thấy vào sáng nay sau khi nước sông tăng vọt gây lũ lụt nhiều nơi trong thành phố, dây điện cao áp rơi xuống nước khiến nhiều người rơi xuống nước và bị điện giật gây tử vong. Tuy nhiên, thông tin vẫn chưa được xác nhận chính thức. Trước đó, một số người dân Trung Quốc đã cảnh báo trên mạng Internet rằng Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải và các thành phố khác là khu vực tiếp theo sẽ bị lũ lụt. Tuy nhiên, người ta nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm người dân lan truyền thông tin về lũ lụt trên mạng. Vì vậy, trên Weibo rất ít thấy tình hình về thiên tai, nhưng trên Twitter nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải các video liên quan. Theo tin của BBC đưa tin, một cư dân họ Lý ở Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc cho biết trong một video rằng hiện giờ bạn có thể thấy hiện trường mực nước sông Dương Tử đang rất cao. Tôi nghe nói rằng thượng lưu đập Tam Hiệp, đập các châu bá đang toàn lực xả lũ, hiện chưa tới mùa nước lên. Mùa lũ chính ở lưu vực sông Dương Tử nói chung là vào tháng 7 và tháng 8 năm nay. Các thành phố trong lưu vực sông Dương Tử bao gồm cả Vũ Hán có bị lũ hay không? Chúng tôi sẽ cố gắng đến hiện trường mỗi ngày để xem mực nước của sông Dương Tử. Cư dân mạng có nickname Sao Gia đã chỉ ra trong một video trên Twitter rằng căn phòng nhìn ra toàn là sông, ai lâm vào cảnh lầm than mới thấu hiểu. Trong 3 tiếng nước dâng cao 5-6m, nhấn chìm tòa nhà 2 tầng, nước chảy xối xả, nhiều người dân không kịp chạy thoát. Có người đăng hình ảnh những chiếc ô tô chìm ngập trong nước lũ với dòng chú thích trực tiếp rằng hạ lưu Tam Hiệp chịu tổn thất nặng nề, một số thi thể nổi lên mặt nước. Tân Hoa Xã đưa tin rằng dự kiến sẽ có mưa vừa đến mưa to gần các nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử. Từ ngày hôm nay đến 2 ngày tới, mưa bão vẫn đổ bộ và sẽ có mưa lớn ở thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn Hán Giang có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Do đó, vào đầu tháng 8, hồ chứa Tam Hiệp có thể sẽ đón đợt lũ mới. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp năm nay sẽ mang lại một làn sóng lũ mới cho khu vực. Mưa lớn ở Trung Quốc đã gây ra thảm họa, khiến 26 tỉnh thành bị ngập sâu trong nước. Đập Tam Hiệp không chỉ thất bại trong việc ngăn chặn lũ lụt, mà còn làm trầm trọng thêm thảm họa ở các thành phố. Khu vực hạ lưu con đập gây ra lũ lụt cho toàn thành phố Nghi Sơn. Vào sáng nay, một văn kiện của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra ánh sáng cho thấy chính quyền vì muốn bảo vệ đập Tam Hiệp nên đã yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ toàn lực xả lũ. Điều đáng lo ngại là việc xả lũ sẽ khiến thành phố khu vực hạ lưu rơi vào thảm cảnh nặng nề hơn, và người dân muốn trốn e rằng cũng không có cách nào trốn thoát được. Văn kiện Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc đang lan truyền trên Twitter cho thấy chính quyền yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Tam Hiệp Trường Giang Trung Quốc bắt đầu 20 giờ ngày hôm nay sẽ xả nước trong đập Tam Hiệp trực tiếp với lưu lượng 31.000 m khối mỗi giây. Từ 8 giờ sáng nay, lưu lượng nước Tam Hiệp sẽ ở mức gần 35.000 m khối mỗi giây. Phía dưới văn kiện ghi rõ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc công bố thời gian là 4 giờ chiều nay. Dấu đỏ được đóng cũng là con dấu chuyên dùng phát tín hiệu mật của Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi. Người sử dụng mạng đăng tải tài liệu này nói rằng sự điều chỉnh này không phải là vô duyên vô cớ. Chỉ có điều liệu 35 con đập khác có thể chống chọi được hay không. Có người để lại bình luận rằng quả thật không khác nhau nhiều. Đêm qua tôi xem thử thấy rằng lưu lượng xả đúng thật là 31.000 mét khối và hiện tại là 35.000 mét khối. Mực nước ở Trùng Khánh đang dần dần dâng cao lên. Hiện giờ đập Tam Hiệp vì để bảo vệ Trùng Khánh khỏi trận lũ sắp tới nên đã mở áp xả lũ. Có cư dân mạng nói, đây là một vụ thảm sát. Các thành phố ở Hạ Chu rất có khả năng rơi vào một cuộc khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng hơn. Mọi người trốn khỏi e rằng không phải chuyện dễ dàng. Có người lại bày tỏ, Đảng Cộng sản Trung Quốc trước giờ vốn không coi trọng mạng sống của người dân. Chết bao nhiêu người thì với đó chỉ là một con số. Để có thể giữ con đập Tam Hiệp khỏi bị vỡ, mà không tiếc hy sinh biết bao mạng sống của người dân thấp cổ, bé họng. Học giả kinh tế đăng video trên Twitter rằng đập Tam Hiệp, đập các châu xả lũ, mực nước sông Dương Tử tăng vọt đổ thẳng xuống Nghi Sơn gây ra thảm họa. Bước tiếp theo là đổ xuống Vũ Hán đợi đến lúc chìm trong nước rồi mới phản kháng. Phải chăng đã quá muộn màng? Người sống ở Trung Du, Hạ Du sông Dương Tử hãy mau mau thức tỉnh. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể từ đầu tháng 6 đến nay, miền Nam Trung Quốc liên tục xuất hiện mưa bão, khiến nhiều tỉnh thành xuất hiện ngập úng. Theo thống kê chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mưa lũ đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 12,86 triệu người tại 26 tỉnh thành, bao gồm Quảng Tây, Quý Châu, Hồ Nam, trong đó 78 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, 729.000 người phải khẩn cấp di rời. Do lịch sử che giấu sự thật và thói quen nhẹ nhàng hóa thảm họa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới quan sát cho rằng thiệt hại thật sự chắc chắn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với chính quyền công bố. Ngoài ra, nhiều đường sắt đã bị nước lũ phá hủy, các cửa hàng và nhà cửa đều ngập lụt, thậm chí ngập đến cả tầng 3, còn có những người bị lũ cuốn trôi cùng cả căn nhà. Dữ liệu thương vong thực tế có thể là con số kinh hoàng. Ngày hôm qua tỉnh Hồ Bắc đã hứng chịu thêm một đợt lũ mới. Tính đến 13 giờ hôm qua, mưa lớn đã gây ngập lụt tại 24 quận thuộc 7 thành phố, bao gồm Nghi Sương, Tương Dương, Kinh Môn, Hiếu Cảm, khiến hơn 650.000 người gặp nạn, trong đó ba huyện Đông Bảo, Trùng Dương,
Kinh Sơn thuộc thành phố Kinh Môn, Quảng Thủy, huyện Tỳ Tân Đô thuộc thành phố Tùy Châu, huyện Hạc Phong thuộc châu tự trị dân tộc Thổ Gia En Thi tỉnh Hồ Bắc, huyện Thiên An của châu tự trị dân tộc Thổ Gia, Miêu En Thi, tỉnh Hồ Bắc. Có lượng mưa trên 200mm, có nơi lưu lượng nước mưa lớn nhất là 339,5mm ở trấn Kiều Thạch, huyện Đông Bảo, thành phố Kinh Môn. Vào sáng qua, mực nước ở Hồ Thái Hồ dâng cao và cảnh báo lũ lụt được ban hành. Tất cả mực nước của 16 trạm trong khu vực mạng lưới xung quanh sông đều vượt quá mức cảnh báo. Từ chiều qua, thành phố Nghi Xương có mưa lớn, khiến toàn bộ thành phố ngập lụt. Cộng thêm đập Tam Hiệp và đập Cát Châu ở thượng nguồn thành phố Nghi Xương đang xả lũ cứu đập, khiến toàn thành phố Nghi Xương ở hạ du chìm trong nước. Khắp nơi đều là xe cộ bị nước nhấn chìm và nổi lềnh bềnh trên mặt nước, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Ngoài Nghi Xuân, vùng hạ du Tam Hiệp bao gồm Nam Kinh và Thượng Hải cũng được mọi người quan tâm. Theo cảnh báo do Cục Khí tượng Trung Quốc đưa ra, Nam Kinh và Thượng Hải sẽ tiếp tục bị mưa lớn trong vài ngày tới. Ngoài ra, đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ, giải cứu con đập đỉnh lũ thượng nguồn dâng cao có thể gây lũ nặng ở Nam Kinh và Thượng Hải. Một bài báo trên Weibo của Trung Quốc có tiêu đề: "Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, hậu quả sẽ đáng sợ như thế nào?" Bài báo đề cập rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ, Vũ Hán, Nam Kinh và Thượng Hải đều sẽ không thoát khỏi kiếp nạn. Hồng thủy sẽ kinh hoàng hơn hàng chục lần so với trận lụt năm 1998, có thể phá hủy mọi thứ chung và hạ lưu sông Dương Tử. Ngọn hồng thủy sẽ đến Vũ Hán trong vòng 10 giờ và Nam Kinh trong vòng 1 ngày. Một trận hồng thủy cao 17 mét hoặc thậm chí cả hàng chục mét sẽ cuốn trôi hoặc đánh sập các tòa nhà. Thật khó để tưởng tượng rằng người dân có thể trốn thoát được. Thật khó để tưởng tượng rằng người dân có thể trốn thoát được. Thật Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Và đến hôm nay, các tỉnh miền Trung Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng lũ quét nặng nề không kém Trung Quốc. 1. Áp thấp nhiệt đới đang gây mưa to ở nhiều tỉnh miền Trung. Thưa quý vị, sáng sớm nay áp thấp nhiệt đới đã tiến gần đến bờ biển Nam Định, Ninh Bình. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều tỉnh miền Trung mưa to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc, 107,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 130 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam, Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 107,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Từ vĩ tuyến 18,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vịnh Bắc Bộ cấp 3. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày mai ở Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 150mm. Ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. 2. Sơ tán hơn 300 hộ dân vì mưa lũ.
315 hộ dân với khoảng 1.400 người dân ở huyện biên giới Mường Lát đã phải di rời đến nơi an toàn do mưa lớn, lũ tràn về. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát cho biết hai ngày qua huyện Mường Lát có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Kempaka. Đánh giá lũ lụt phức tạp, nguy cơ mất an toàn ở vùng địa hình đồi dốc, ven sông suối nên chính quyền đã sơ tán 315 hộ dân đến nơi an toàn. Các xã phải sơ tán dân gồm Mường Lý, Trung Lý, Pù Nhi, Mường Chanh và xã Tam Trung. Mưa lụt đã gây một số thiệt hại ở Mường Lát. Chiều ngày 23 tháng 7, lũ đổ xuống suối Sim đoạn qua xã Quang Triều cuốn trôi cầu tạm từ bản Cùng đi vào ba bản Hạm, suối Tút và bản Con Dao, khiến việc đi lại của gần 180 hộ dân gặp khó khăn. Chính quyền đã cử người canh gác không cho người dân và phương tiện qua lại. Cũng trong đêm qua, quốc lộ 15C đoạn qua bản Lốc Hóa, xã Nghi Sơn bị sạt lở ta luy đường, hàng trăm mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông cục bộ. Sáng nay, nước lũ trên thượng nguồn sông Mã và các con suối dâng cao tràn vào ruộng lúa và ao cá của người dân xã Mường Chanh tại xã Pù Nhi. Hai xe máy bị cuốn trôi, một đập tràn ở bản Cơm bị nước lũ làm hư hỏng. Huyện Mường Lát và một số huyện vùng cao phía Tây tỉnh Thanh Hóa vẫn đang có mưa lớn. Chính quyền các cấp huy động lực lượng tại chỗ phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ có khả năng gây mưa to ở Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc từ ngày hôm nay đến hết ngày kia với tổng lượng mưa 150-300mm, cục bộ có nơi cao hơn 300mm. Trong khi đó, phía bên kia biên giới, tại Trung Quốc cũng đang mưa to ròng rã 7 ngày vừa qua, tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất vỡ đê hàng loạt, ứng nghiệm điểm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon và ngủ không yên. Thưa quý vị, theo một tờ báo uy tín của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê, nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng, làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía Nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, địa điểm du lịch của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 13 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh và video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất rùng mình khi quý vị đón xem. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh. Nhưng thực tế, 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế. Và đó chính là một sự thật đang hiển hiện ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này đang rất đúng đối với cả phía Trung Quốc. Một số dự đoán của nhà tiên tri Vanga và cậu bé đến từ Sao Hỏa đã rất chính xác. Đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay, đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc và hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào tháng 8 tới đây, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền với con đập Tam Hiệp có đúng hay không thì chúng ta phải chờ tới tháng 8 mới biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua 45 ngày đêm sống trong bóng tối bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một tháng rưỡi vừa qua liên tục u ám, đen sì, không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân của Trung Quốc nói rằng, trong hơn 40 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Điểm này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Để bây giờ hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 45 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập Cận Bình và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại.
Và bây giờ đây, ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt như những lời cảnh báo đến đất nước này. Mục đích là để giúp ông Tập Cận Bình cảnh tỉnh bớt đi gây gổ, bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông, cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải trên biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những mầm tội ác cho thế giới. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua vào lúc 10 giờ 38 phút giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 5,6 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 7 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về thiệt hại do trận động đất trên gây ra. Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn của trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất rất lớn với cường độ từ 3,3 tới 6,9 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 178 người dân của Trung Quốc bị mất tích, và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng cũng như là tồi tệ. Hiện nó vẫn ám ảnh người dân ở nơi đây. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điềm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc. Bầu trời Bắc Kinh liên tục u ám và đầy đen tối. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương Trung Quốc cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt thì điều này rất có thể sẽ xảy ra. Đứng trước những cái mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp tới ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết nhằm phòng chống những điều tồi tệ sắp xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng. Tuy nhiên, họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của trời đất. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 45 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần, khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn, mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh hôm kia, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm kia, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này. Ông nhấn mạnh, đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ sự an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Khi mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra trước đó, thì ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem hải quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thị uy sức mạnh, uy hiếp các nước trong khu vực. Điều đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ lụt thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình để bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình nói rằng các bộ phận liên quan nên tăng cường lập kế hoạch và phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ, cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ, cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần trở lại bình thường càng sớm càng tốt. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai, tờ báo của Trung Quốc cho biết trong những ngày gần đây, lũ lụt và mực nước dâng cao nên hầu hết các tỉnh phía nam của Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Hồng và Hồ Bắc, Giang Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều lần lượt ở mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất.
Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 400 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, tivi và tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 141 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt, và đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8, để phòng chống lũ quét, sạt lở và an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tờ tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết, trận động đất 5,1 độ Richter hôm kia là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được cho là xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm nay, đã có tới 17 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo. Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, khiến cho tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả vì những tội lỗi và những đường lối sai trái do ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối. Nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn rất hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau. Ở ngoài Biển Đông thì Hải quân Bắc Kinh liên tục chờ tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng và khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những cái hành động bắt nạt các nước láng giềng. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay bằng việc đi gây hấn bành trướng thì Trung Quốc nên lo cho người dân, bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 7 và xuyên sang tháng 8 tới đây sẽ còn rất khủng khiếp. Và nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không dồn toàn tâm toàn lực để lo cho người dân thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn và bão tố vẫn tiếp tục tới Trung Quốc trong một vài ngày tới, đề nghị các cơ quan ban ngành cũng như là người dân của đất nước này phải hết sức cảnh giác. Mưa lũ xối xả, sấm chớp đùng đùng, Vũ Hán thất thủ, ông Tập kêu la ở Mỹ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ tại Trung Quốc. Mưa to dữ dội khiến 27 trên 31 tỉnh Trung Quốc bị lũ lụt, gần 34 triệu người gánh họa, đập Tam Hiệp ngàn cân treo sợi tóc. Đứng trước án tử hình, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng thừa nhận điều đó. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá nóng đối với cả truyền thông Trung Quốc và truyền thông thế giới khi ngày hôm qua vào lúc 19:30 trong một bản tin thời sự chính thống trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Đích thân người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã chính thức lên tiếng nói rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy, toàn bộ 27 trên 31 tỉnh thành của Trung Quốc đang bị ngập lụt và chìm trong biển nước do mưa lớn kéo dài trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, làm cho hàng triệu người dân của nước này đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ông Tập cũng kêu gọi các cơ quan, ban ngành và lực lượng bộ đội, công an, dân quân cũng như người dân trên toàn đất nước hãy chung tay khẩn trương phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu quân đội của nước này bảo vệ nghiêm ngặt đập Tam Hiệp trước nguy cơ bị vỡ. Ông cũng không quên nhấn mạnh rằng tình hình đất nước đang gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19 đã tàn phá nặng nề. Nay đến mưa to, gió lớn, động đất, sạt lở liên tục xảy ra, yêu cầu cả nước hãy coi sự nổi dậy của thiên nhiên là kẻ thù. Bởi chỉ có như vậy, Trung Quốc mới vượt qua được khó khăn trong giai đoạn này và con đập Tam Hiệp mới không bị các thế lực thù địch tấn công. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, hình như người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập, dường như đã biết sợ hãi trước sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời. Được biết, lúc đầu cầu mưa, bão xảy ra, ông Tập
hầu như không bận tâm bởi vì ông đang bận rộn cho công cuộc đi xâm chiếm Biển Đông và lãnh thổ các nước trong khu vực. Bởi ông nghĩ thiên tai chỉ là một chuyện hết sức bình thường và nó sẽ xảy ra hàng ngày. Nhưng ông không ngờ được rằng trong suốt 46 ngày đêm vừa qua, lượng mưa to và lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp đổ về ngày càng dữ dội, khiến cho Trung Quốc không kịp trở tay. Đáng buồn hơn, đó là chuyện mưa to, gió lớn trong những ngày tiếp theo không có dấu hiệu giảm nhiệt. Chính vì vậy mà hôm qua ông đã phải trực tiếp lên tiếng và thừa nhận một sự thật rằng Trung Quốc đang gặp lâm nguy và mọi nguy hiểm đang bủa vây Trung Quốc. Cả nước phải đồng lòng, quyết tâm cao, nếu không nhiều tỉnh thành sẽ bị xóa sổ và mất mát là rất nhiều và rất lớn. Thậm chí khi bão lũ đi qua thì sự khôi phục khắc phục lại những hậu quả của nó tốn rất nhiều thời gian. Đây chính là lý do mà sao ông Tập đang rất lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì Trung Quốc gặp những rối ren trong những ngày vừa qua. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, hiện mưa to gió lớn trong một vài ngày tới vẫn tiếp tục tăng cao và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Đây chính là lý do vì sao mà Trung Quốc đang rất lo lắng. Hiện các cơ quan cũng đã đưa ra ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất. Tuy nhiên, một số người dân có điều kiện thì đã sang tránh trú ở một số nước láng giềng xung quanh mình. Còn những gia đình có người già và trẻ em thì đã đi về miền xa xôi như Mông Cổ để tránh nạn. Hiện tình hình đất nước Trung Quốc đang gặp những vấn đề cực kỳ nguy hiểm do thời tiết lũ lụt hạn hán gây ra. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng trầm trọng tới tất cả các tỉnh miền Nam của phía Trung Quốc. Mưa đá, sóng thần cũng như lũ quét, sạt lở sẽ tiếp tục xảy ra trong một vài ngày tới. Đề nghị các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất sốc khi hôm qua con đập Tam Hiệp đã tuyên bố tử hình. Truyền thông của Trung Quốc nói rằng đã làm hết sức mình nhưng vẫn không thể bảo vệ được con đập này nếu như tình hình mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới. Thưa quý vị, theo trang web chính thức của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc, tính đến 14 giờ ngày hôm qua, nhiều tỉnh phía Nam của Trung Quốc đang phải chịu thảm họa do lũ lụt tàn phá hết sức là ghê gớm. Lũ lụt đang hoành hành, tàn phá 27 trên 31 tỉnh, thành phố và khu tự trị của Trung Quốc như Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu, khiến cho 33,85 triệu người bị ảnh hưởng và 141 người đã chết và mất tích. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã đưa tin do nguy cơ lũ lụt mà gần 2 triệu người phải di rời và tái định cư khẩn cấp, 815.000 người phải cứu trợ khẩn cấp, 23.000 ngôi nhà đã bị sập và 289.000 căn bị hư hỏng nặng bởi lũ lụt và lũ quét xảy ra. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên tới 95%, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 69,59 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, các báo cáo chính thức của chính quyền nhấn mạnh rằng so với mức trung bình của cùng kỳ trong 5 năm vừa qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã giảm 17%, người chết và mất tích do thiên tai giảm 50%, số lượng nhà bị sập giảm 75% và thiệt hại kinh tế trực tiếp giảm 23%. Nhưng các nhà quan sát cho biết những thống kê trên của phía Trung Quốc không thể nào tin được bởi vì cách đây khoảng tầm 10 ngày, một kênh truyền hình của Trung Quốc đã nói rằng lũ lụt và mưa to, gió lớn, động đất sóng thần chỉ làm thiệt hại có 2 người. Đây chính là lý do vì sao mà rất nhiều nước trên thế giới nói rằng không thể nào tin phía Trung Quốc được bởi vì họ thường nói một đằng còn làm một nẻo. Giống như câu chuyện ở Biển Đông, đích thân ông Tập Cận Bình đã hứa với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới rằng Biển Đông sẽ được êm đềm và Trung Quốc sẽ không đi gây hấn, gây gổ với các nước. Tuy nhiên, đằng sau lời nói của ông ta, Hải quân của Trung Quốc liên tục cho bắn đạn thật, phóng tên lửa cũng như điều tàu chiến ra đàn áp các nước trong khu vực. Họ còn dám đâm chìm tàu cá của các nước trong khối ASEAN và đây là hành động đi trái với cả những lời hứa của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà chúng ta không thể nào tin lời Trung Quốc nói. Thưa quý vị, các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng kể từ đầu tháng đến nay, vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử liên tục bị mưa lớn. Vành đai mưa chính đã duy trì ở khu vực này trong suốt nửa đầu tháng này, lượng mưa nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Đất đai gần như là bão hòa nước, nhiều con sông mực nước đã vượt mức báo động đỏ.
lở đất và lũ quét xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, theo dự báo của ngành thủy lợi Trung Quốc cho biết, mực nước ở trung và hạ lưu con sông Dương Tử và hồ Động Đình, hồ Tam Điệp, hồ Phan Dương và hồ Thái Hồ sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới, trong khi mực nước các sông đang ở mức báo động đỏ. Hồ ở Hồ Bắc An Huy, Giang Tô sẽ vẫn duy trì mực nước cao. Áp lực phòng chống lũ lụt là rất lớn đối với cả chính quyền Trung Quốc. Trong khi đó, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Hồ Bắc báo cáo rằng mưa lớn từ tháng 7 đã khiến ít nhất 62 triệu người ở 56 huyện thuộc 12 thành phố trong tỉnh bị ảnh hưởng và 15 người đã thiệt mạng. Tỉnh Hồ Bắc đã phải di rời tái định cư khẩn cấp cho hơn 231.000 người, cứu trợ cứu nạn khẩn cấp hơn 394.000 người và 3.450 ngôi nhà đã bị sập, 5.639 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên con số 10 tỷ đô la Mỹ. Theo Ban Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc, kể từ đầu tháng tới nay, sông Dương Tử, lưu vực Thái Hồ và các khu vực phía Nam khác tiếp tục hứng chịu mưa lớn nhất trong lịch sử. Sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp cũng như là mực nước tại các hồ như Động Đình, Phan Dương và các hồ khác, mực nước liên tục dâng cao, một số con sông được báo động lên cảnh báo cao nhất và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp lên tới 95% vào tháng 8 này. Đây là theo những chuyên gia hàng đầu trên thế giới nhận xét như vậy. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, vành đai mưa sẽ tiếp tục bị đẩy xuống phía Nam, một lần nữa cho thấy trung và hạ lưu con sông Dương Tử và tình hình phòng chống lũ lụt ở Trung Quốc là rất nghiêm trọng. Còn theo trang Đa Chiều cho biết, với sự xuất hiện liên tục của các tin tức lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc trên toàn thế giới trong thời gian vừa qua, các giả thuyết cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng hoặc có thể bị vỡ, nổi lên ầm ầm. Vừa qua, kênh tài chính của đài CCTV đã đưa tin mực nước ở khu vực hồ chứa đập Tam Hiệp tiếp tục dâng cao do lượng mưa lớn gần đây. Hiện mực nước tại khu vực hồ chứa đã đạt đỉnh lên tới gần 147m, cao hơn gần 3m so với cả giới hạn kiểm soát lũ. Trong khi 10 ngày trước đó, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc vừa thông báo hai hồ chứa ở Quảng Đông, Quảng Tây đã bị vỡ đập trong trận lũ lụt vừa qua. Vì vậy, sự an toàn của con đập Tam Hiệp một lần nữa đã trở thành vấn đề để chú ý của truyền thông quốc tế. Theo Tân Hoa Xã, một số cơ quan truyền thông của Đài Loan, Hồng Kông, những người luôn quan tâm tới những tin tức tiêu cực của Trung Quốc đại lục đã ngay lập tức vào cuộc. Người dẫn chương trình tài chính của Đài Loan, ông Sikon, đã phân tích điều này trong chuyên mục Khoảnh khắc quan trọng và nói rằng nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ, lũ lụt có thể hủy diệt thành phố Nghi Sương trong vài giờ, phá hủy các thành phố dọc theo trung và hạ lưu con sông Dương Tử, bao gồm thành phố Vũ Hán, Nam Kinh chỉ trong vòng một ngày và sau đó nhấn chìm Thượng Hải và 10 ngày tiếp theo, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông và trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Người ta cho rằng tất cả những cái vấn đề trên đều do mẹ thiên nhiên, trời và đất nổi dậy trừng phạt Trung Quốc bởi vì những tội lỗi mà chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại trong thời gian vừa qua là cực kỳ dã man. Theo các nhà quan sát cho biết, thì trong một vài ngày tới cũng như một vài tuần tới, đất nước của Trung Quốc còn dính ít nhất 100 trận mưa to cũng như lũ quét sạt lở ở thượng nguồn con đập Tam Hiệp cũng như con sông Dương Tử tràn về. Vì thế mà Trung Quốc vẫn tiếp tục chìm trong biển nước. Bão tố mịt trời, đại hồng thủy ùn ùn ập tới, gãy đôi đê bao và đường cao tốc. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mưa lũ tại Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa to dữ dội, lũ quét liên tục ập về khiến truyền thông của Trung Quốc ám chỉ đập Tam Hiệp sắp vỡ, nhiều tuyến đê bao quanh sông Dương Tử vỡ bất cứ lúc nào. Cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng run sợ, một điều không lành sắp xảy ra và nhiều khả năng cao con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc đêm hôm qua đã bất ngờ nói lời cay đắng đối với con đập Tam Hiệp, khi ám chỉ rằng con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 95,6%. Truyền thông Trung Quốc cho rằng lũ quét từ thượng nguồn sông Dương Tử liên tục đổ về trong những ngày gần đây và nhiều khả năng cao lũ ống cũng sẽ xuất hiện tràn về,
vì mưa to xối xả vẫn không ngừng trút nước từ trên trời rơi xuống đất của Trung Quốc. Đứng trước các nguy cơ nguy hiểm và cấp bách kể trên, hiện chính quyền ông Tập Cận Bình đã phát động 5 tiểu đoàn quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tăng cường túc trực 24/24 giờ để bảo vệ con đập Tam Hiệp phòng nguy cơ bất trắc sẽ xảy ra. Cơ quan bảo vệ đê điều của Trung Quốc đã ra cảnh báo đối với người dân cũng như chính quyền địa phương rằng khả năng cao mưa vẫn tiếp tục diễn ra, nước sông dâng lên rất nhanh, vì thế đề phòng lũ quét, sạt lở, lũ ống và nhất là động đất, sóng thần. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, nước này đang trải qua những trận mưa lũ động đất kỷ lục trong lịch sử loài người, chưa từng thấy một đất nước nào trên thế giới mà lượng mưa được đo lên tới 500mm trên giờ. Theo các nhà quan sát cho biết, tổng cộng Trung Quốc có 31 tỉnh và thành phố thì đã có tới 28 tỉnh thành phố bị nhấn chìm trong nước lũ. Những ngôi nhà xây cao tới 10 tầng bây giờ cũng chỉ còn có một tầng trên cùng là không bị ngập. Theo một thống kê mới nhất gần đây cho thấy, hàng ngàn ô tô đã bị lũ cuốn trôi, có tới 135 triệu người dân của Trung Quốc phải đi sơ tán khẩn cấp, 3.798 ngôi nhà đã bị bung và tốc mái, 6.315 căn nhà bị lũ cuốn trôi, 15.679 nhà bị hư hỏng nặng, 3 tuyến đê bao bị vỡ, hàng ngàn hecta nuôi cá bị cuốn trôi đi mất, đường xá cầu cống bị nhấn chìm, các khu di tích lịch sử, khu du lịch nổi tiếng cũng đã bị chết chìm trong mực nước lũ và toàn bộ cây trái hoa màu bị tàn phá nặng nề, thiệt hại lên tới 99 tỷ nhân dân tệ. Điều này đã khiến cho Trung Quốc đang hết sức là tang thương và điêu đứng. Mẹ thiên nhiên được cho là vẫn đang tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang rất lo sợ điều chẳng lành sẽ xảy ra. Trong những ngày gần đây, động đất, sóng thần, núi lửa và lũ quét, lũ ống cũng như là mưa to không ngừng rơi xuống phía Trung Quốc. Bất chấp những nguy hiểm đó, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình được cho là đã kêu rất to câu trời đã hại Trung Quốc rồi. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu không muốn mẹ thiên nhiên và ông trời ra tay trừng phạt thì ông Tập nên biết ngồi cầu nguyện sám hối, ăn năn hối cải ngay lập tức, nếu không Trung Quốc sẽ tiếp tục bị nhấn chìm trong biển nước. Thưa quý vị, theo các nhà nghiên cứu về lịch sử, kinh tế, chính trị của Trung Quốc cho biết, tất cả những điều tồi tệ và những điều xấu xa kể trên đang nhấn chìm Trung Quốc đều do một người gây ra, đó là người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Các nhà phân tích rằng nếu như trong thời gian tới phía Trung Quốc còn đem hải quân, đem tên lửa, đem vũ khí, đem tàu chiến ra ngoài Biển Đông để gây áp lực, gây chiến với các nước xung quanh thì tất yếu mẹ thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị. Hiện tại thì chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là đã rút một số giàn khoan và tàu chiến vào đảo Hải Nam của phía Trung Quốc để trú ẩn nhằm vớt vát lại những gì mà thiên nhiên đang gây ra cho phía Trung Quốc. Hình như ông Tập đã biết lỗi của mình và dính đòn đau từ mẹ thiên nhiên trừng phạt. Cho nên, ông đã cho rút toàn bộ tàu chiến ra khỏi Biển Đông, không đi quấy nhiễu, quấy phá các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và khai thác dầu khí nữa. Nhưng các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng, nếu như trong một vài tuần tới mà phía Trung Quốc vẫn tiếp tục đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực, thì Bắc Kinh sẽ còn nhận rất nhiều điều tồi tệ khác sẽ xảy ra. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất xấu khi hôm qua tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã đưa ra cảnh báo đỏ nói rằng hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc sắp bị tràn bờ. Tờ báo Trung Quốc cho biết nhà chức trách tỉnh Giang Tây, miền Nam của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lên cấp cao nhất và cảnh báo hồ nước ngọt lớn nhất của nước này cũng như là lớn nhất trên thế giới sắp tràn bờ, và đây chính là một tín hiệu rất là xấu cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo nói rằng chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ cấp 2 lên cấp 1, mức cảnh báo cao nhất trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều ngày qua. Và theo hãng tin Reuters, cấp ứng phó này đã cảnh báo các thảm họa như vỡ đập hoặc lũ lớn có nguy cơ xảy ra đồng loạt tại nhiều con sông thuộc nhánh sông Dương Tử. Trước đó, thì đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cũng nói rằng chính quyền nhiều địa phương cũng ra cảnh báo đỏ ở các khu vực quanh Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tây cũng sẽ bị ngập nặng và mực nước trong hồ đã vượt mức cảnh báo đỏ lên tới 4 mét. Đây là mực nước chưa từng thấy trong lịch sử hồ nước ngọt lớn nhất ở khu Dương Tử này. Vào tối ngày hôm kia, mưa lớn tiếp tục xảy ra, đẩy mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua huyện Bà Dương và con đập Tam Hiệp tiếp tục vượt mức báo động đỏ lên tới 3-4 mét, vượt mức kỷ lục được ghi nhận trong trận lũ lịch sử vào năm 1998.
Trận lũ lớn đó đã cướp đi 3 ngày sinh mạng của dân Trung Quốc. Chính quyền huyện Giang Châu, một cù lao trên sông Dương Tử đã kêu gọi người dân từ 18 tới 60 tuổi hỗ trợ công tác ứng phó bão lũ vì thiếu nhân lực, gia cố các con đập và các tuyến đê. Trong ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lũ cấp 3 và cảnh báo mưa lớn tại nhiều tỉnh như tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán. Trong những ngày cuối tuần, Trung tâm khuyến cáo các địa phương phải cảnh giác cao độ với lũ quét, sạt lở đất, động đất, lũ bùn và kêu gọi tránh các hoạt động ngoài trời. Trong khi đó, chính quyền tỉnh Giang Tô thuộc đồng bằng sông Dương Tử phát cảnh báo lũ cấp 4, mức độ báo động đỏ. Trước đó, thì Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho hay đã có tới 141 người chết và mất tích, 30,2 triệu người đã bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu cấp tỉnh, hơn 1,7 triệu người phải sơ tán khẩn cấp, 22.000 ngôi nhà đã bị đánh sập với thiệt hại trực tiếp kinh tế lên tới 105 tỷ nhân dân tệ, tương ứng với cả 11 tỷ đô la Mỹ. Và đây là một trong những con số thiệt hại khủng khiếp nhất trong lịch sử khi bị thiên nhiên tàn phá. Nhiều ý kiến cho rằng trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 tới, lượng mưa to đến rất to còn ảnh hưởng trực tiếp tới 31 tỉnh thành phố của Trung Quốc. Tờ báo quốc tế cho biết đợt mưa to mới gây thêm lũ lụt dọc con sông Dương Tử, nơi có con đập Tam Hiệp chắn ngang, khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán khẩn cấp ở hai tỉnh An Huy và Giang Tây. Cụ thể, đợt mưa lũ mới đã buộc 147.000 người ở tỉnh An Huy phải sơ tán và khiến hơn 25.000 ngôi nhà bị hư hỏng chỉ sau một tuần mưa bão. Ở tỉnh láng giềng mang tên là Giang Tây đã có hơn 151.000 người phải sơ tán khẩn cấp và hơn 3.000 ngôi nhà đã bị hư hỏng nặng. Ngoài ra, một đoạn đê dài 50 mét ở huyện Bà Dương cũng đã bị vỡ do mưa to trong nhiều ngày khiến khoảng 15.000 người phải sơ tán ngay trong đêm. Nhiều khu vực thuộc 7 tỉnh dọc sông Dương Tử hứng chịu đợt mưa to và đây là một trong những đợt mưa xối xả nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Đợt mưa lũ đầu tiên tấn công vào nhiều khu vực ở tỉnh Tứ Xuyên, Trùng Khánh và Hồ Bắc khiến hàng trăm ngàn người phải sơ tán ngay trong nước vào lúc rạng sáng. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã trích dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Liên lạc và Điều phối Hạ tầng con đập Tam Hiệp, ông này nói rằng bác bỏ suy đoán rằng việc xả lũ ở đập Tam Hiệp được xây trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình thuộc tỉnh Hồ Bắc gây ra lũ lụt tại thành phố và nhiều khu vực lân cận. Ông Phong cho rằng một số thành phố bị ngập nặng sau khi các trận mưa to đánh bại hệ thống thoát nước ở những địa phương đó, chứ không phải là do lũ từ con sông Dương Tử hay việc xả lũ từ con đập Tam Hiệp. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa to sẽ tiếp tục trút xuống khu vực phía nam của nước này trong 1 đến 2 tuần tới và nguy cơ ngập lụt lên tới 95%, đề nghị các cơ quan ban ngành cùng người dân phải hết sức cảnh giác và đề phòng. Theo các chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, hiện mực nước trên 300 con sông lớn bé của Trung Quốc đang vượt mức báo động đỏ từ 2 tới 4 mét và nguy cơ nước dâng cao sẽ còn tiếp tục trong một vài ngày tới. Bởi vì bầu trời thì liên tục u ám và đen tối, dẫn tới những cơn mưa to tiếp tục trút xuống các con sông của Trung Quốc và nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp là rất lớn. Bão Infa sắp đổ bộ Trung Quốc. Trung Quốc đóng cảng và đường sắt trước khi bão Infa đổ bộ trong bối cảnh đất nước hiện vẫn đương đầu với hậu quả của mưa lũ. Hãng thông tấn Xinhua hôm nay đưa tin cơn bão Infa dự kiến đổ bộ vào tỉnh ven biển phía đông Chiết Giang cuối ngày rạng sáng nay. Giới chức Trung Quốc đã ban hành cảnh báo cấp độ 3 với cơn bão và yêu cầu đóng cảng, đường sắt trong khu vực bão có thể đổ bộ. Để đề phòng ảnh hưởng từ bão Infa, chính quyền Thượng Hải đã đóng cửa một số công viên, bảo tàng công cộng, đồng thời cảnh báo người dân dừng tụ tập quy mô lớn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Hơn 150 tàu bao gồm cả chở khách và chở hàng đã được sơ tán khỏi khu vực. Tính tới ngày hôm nay, bão Infa nằm ở khu vực ven biển cách Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang khoảng 640 km về phía đông nam. Cơn bão đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Infa dự đoán sẽ gây mưa lớn tới các khu vực ở Chiết Giang, Thượng Hải và đảo Đài Loan. Bão Infa đổ bộ Trung Quốc trong bối cảnh tỉnh Hà Nam, miền trung đất nước vừa hứng chịu đợt mưa lũ kỷ lục khiến ít nhất 58 người chết. Chính quyền Hải Nam đang dần xử lý đống đổ nát và lưu thông lại những con đường chất đầy xe cộ, đồ đạc bị lũ cuốn. Đợt mưa lũ được nhận định nghìn năm có một ở Hà Nam ảnh hưởng tới hàng triệu người và thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Quan chức ứng phó khẩn cấp của Hà Nam cam kết chính quyền sẽ làm sạch và khử khuẩn quy mô lớn để đảm bảo không xảy ra dịch bệnh sau thảm họa thiên nhiên.
Truyền thông Trung Quốc cảnh báo bão Impha đổ bộ có thể gây ra nhiều trận mưa như chút nước tới các khu vực của tỉnh Hà Nam trong những ngày tới. Đại thảm họa số 2 tiếp tục giáng xuống đầu của Trung Quốc khi hôm qua, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh, khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị ngập tới nóc. Còn một khu resort 5 sao của cô em gái ông Tập cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km về phía nam Trung Quốc cũng đã bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Nhiều người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình vì hôm qua ông ta vẫn cho máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đây chính là nguyên nhân và lý do vì sao mẹ thiên nhiên trời và đất vẫn tiếp tục chờ mưa lũ, ùn ùn kéo tới và đánh sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua, trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết trận lũ số 1 chưa kịp qua đi thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2. Khi lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 mét khối trên giây và dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt với mức độ cao nhất là 59.000 mét khối trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam của Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này vẫn nâng mức cảnh báo lên thang màu đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 50 liên tiếp những cơn mưa to gió lớn khiến mực nước ở nhiều con sông ở Trung Quốc tăng cao và làm cho 1.995 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 153 người bị thiệt mạng và mất tích. Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo là 2,5m. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do dòng nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải cảnh báo báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1m so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn theo các nhà tiên tri dự đoán rằng, từ nay tới cuối năm Trung Quốc tiếp tục còn hứng chịu rất nhiều những tai họa mà ông trời ập đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi đầu năm thì dịch Covid-19 hoành hành, bây giờ lại đến lũ lụt động đất. Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại này. Và tính đến nay, đã có ít nhất 4,6 triệu người dân của Trung Quốc đã phải rời bỏ nhà cửa. Gần 300 triệu người đã phải sơ tán đi các nơi khác để trú ẩn. Chuyên gia cho rằng, sau trận mưa lũ lịch sử này, nhiều khu vực nổi tiếng của Trung Quốc sẽ không về trạng thái như ban đầu bởi vì ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh là vô cùng nặng nề. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết hôm kia mưa lũ đã đánh sập tòa nhà cao 10 tầng. Đây là căn nhà riêng được xác nhận là của bà Hoa Xuân Oánh, cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc. Hôm qua, lũ ống còn tiếp tục nhấn chìm một ngôi nhà 9 tầng của em trai ông Tập Cận Bình và săn phẳng một khu resort 5 sao của em gái ông ta. Đứng trước tình hình và cấp bách báo động kể trên, ông Tập Cận Bình được cho là đã triệu tập gấp các giới chức cấp cao của Bắc Kinh để tiến hành một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua để bàn bạc, đưa ra những phương án phòng chống lũ lụt. Bởi vì theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, tối nay đến hết tháng và sang nửa đầu tháng sau, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những trận mưa to đến rất to, nước ở những nơi thượng nguồn vẫn đổ về, dồn về và trên trời vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc. Ngoài ra, có hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, động đất và mưa đá. Chính vì vậy mà cơ quan đầu não ông Tập Cận Bình đã phải cho tiến hành họp gấp ngay trong đêm ngày hôm qua. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc viết rằng nước lũ ở đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo đỏ 12m. Ông Tập triệu họp khẩn cấp. Và ngày hôm kia, Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì trực tiếp của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình. Theo Tiểu ban ứng phó khẩn cấp về động đất, sóng thần của Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng bởi đợt mưa lớn giai đoạn 2, lưu lượng nước trên sông Dương Tử đổ về con đập Tam Hiệp đã tăng lên mức độ chóng mặt.
Dự báo đợt lũ thứ hai ngay trên sông Dương Tử sẽ khiến nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 58.000 mét khối trên giây. Đây được cho là một trong những lưu lượng nước cao nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Vào chiều ngày hôm qua, mực nước trong hồ chứa Tam Hiệp đã tăng tới mức 158 mét, vượt mức cảnh báo lũ lên tới 12 mét. Đây cũng là một mực nước cao nhất được ghi nhận tại hồ chứa Tam Hiệp kể từ khi nó khởi công xây dựng cho tới nay. Tính đến thời điểm này, theo giờ địa phương, hồ chứa đập Tam Hiệp đã dự trữ khoảng 7 tỷ mét khối nước, trong khi đó trung bình của nó chỉ có 3 tỷ mét khối nước, và đây được cho là một nguy cơ nữa nếu như con đập này bị vỡ. Theo Ủy ban Tài nguyên nước của sông Dương Tử, lưu vực con sông sẽ đón nhận những trận mưa lớn và mưa to, nước đổ về đập Tam Hiệp sẽ ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho công tác kiểm soát lũ lụt tại Trung Quốc. Và mới đây thì Trung Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai dưới sự chủ trì của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Ông Tập chỉ ra rằng, kể từ đầu tháng tới bây giờ, các cơ quan của Trung Quốc đã hoạt động tương đối tốt nhằm ứng phó với lũ lụt và đạt được kết quả đáng khả quan bước đầu. Ông Tập nhấn mạnh rằng, phòng chống và cứu trợ lũ lụt có ảnh hưởng quan trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, cũng chính là vấn đề an ninh quốc gia. Theo Chủ tịch Trung Quốc, việc kiểm soát lũ đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Mưa lớn ở khu vực sông Dương Tử là rất nghiêm trọng. Con đập Tam Hiệp đứng trước nguy cơ bị vỡ. Ông ta yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường phối hợp với người dân nhằm phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất. Ông Tập nói thêm rằng, chính quyền địa phương các nơi cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, đặt an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân lên hàng đầu. Phải cải thiện khả năng dự báo mưa lũ và các thảm họa thứ cấp, phải tăng cường bảo vệ các con đê cùng với các cơ sở hạ tầng quan trọng và vận hành những dự án bảo tồn nước một cách hợp lý. Cần phải phối hợp phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh và công tác cứu trợ cứu nạn trên toàn diện đất nước Trung Quốc. Trong bối cảnh mà mưa lũ diễn ra phức tạp ở Trung Quốc, hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là tỉnh Giang Tây và tỉnh Hồ Bắc, nơi có con đập Tam Hiệp và dòng sông Dương Tử chảy qua. Tại tỉnh Giang Tây, truyền thông của nhà nước Trung Quốc ghi nhận một đoạn đê đã bị vỡ trên hồ Bà Dương đã được vá xong. Những trận mưa lớn liên tục khiến diện tích mặt hồ mở rộng thêm 25% và nhiều ngôi làng, đồng ruộng bị nhấn chìm khi xảy ra vỡ đê. Vào cùng ngày, thì thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra báo động đỏ về tình trạng mưa lũ. Tính đến 8 giờ sáng ngày hôm nay, mực nước trên sông Dương Tử đoạn chảy qua thành phố Vũ Hán đã đạt 30 mét, vượt mức báo động đỏ. Điều này cho thấy rằng việc kiểm soát lũ ở Vũ Hán là rất khó khăn, rủi ro gia tăng và đối phó với lũ lụt là cuộc chiến dài dài. Ông Tập nói rằng 91 con đê ở thành phố Vũ Hán đang trong tình trạng vỡ bất kỳ lúc nào, đề nghị người dân phải hết sức cảnh giác. Thưa quý vị, có một điều được cho là cực kỳ vô lý khi tình hình trong nước của Trung Quốc đang mưa to, gió lớn, động đất và lũ lụt càn quét làm cho rất nhiều ngôi nhà bị nhấn chìm và cuộc sống của người dân đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Thuốc men thì thiếu thốn, dịch bệnh thì hoành hành, còn lương thực cạn kiệt. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn tiếp tục ngang ngược đưa tàu chiến và máy bay tiến ra ngoài Biển Đông. Ở đây đã áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, gây ra rất nhiều những bức xúc cho các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như các nước trên thế giới, trong đó có Mỹ. Theo trang tin ABC News, một trong những trang tin chuyên theo dõi đường đi của tàu thuyền cũng như các hoạt động trên Biển Đông đã cung cấp những hình ảnh vệ tinh cho thấy có thể Trung Quốc đã điều 4 chiếc máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng một cách phi pháp. Tạp chí Time đã dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy có ít nhất 4 chiến đấu cơ của Trung Quốc thực hiện phi pháp trên quần đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Đây là hành vi được cho là cực kỳ nguy hiểm cũng như ngông cuồng của phía Trung Quốc khi liên tục quấy nhiễu ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á, khối ASEAN đã liên tục lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phớt lờ tất cả những cảnh báo trên, liên tục điều tàu chiến, máy bay tiến ra ngoài Biển Đông áp sát quần đảo Hoàng Sa để tập trận bắn đạn thật, cũng như phóng tên lửa đe dọa trực tiếp đến an ninh an toàn cho tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới. Trước tình hình đó, thì Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Liên minh châu Âu, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, trong đó có cả Nga đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam và xua đuổi phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn ngang ngược cho tiến hành những cuộc tập trận, bất chấp trong nước Trung Quốc đang gặp mưa to, gió lớn, động đất và sóng thần, và đứng trước những mối đe dọa trực tiếp đến từ phía Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh rằng, tôi xin nhắc lại Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa hoàn toàn là của Việt Nam và nó phù hợp với cả luật pháp quốc tế. Việt Nam cho rằng những hành vi gây mất an ninh an toàn ở ngoài Biển Đông và đi ngược lại với cam kết với cả quốc tế. Chúng tôi cho rằng tất cả các quốc gia phải có nghĩa vụ và lợi ích chung trong việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế cũng như hiến chương của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, yêu cầu phía Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bành trướng, gây hấn, bắt nạt cũng như là ngỗ ngược ở ngoài Biển Đông ngay lập tức, nếu không cái giá của Trung Quốc phải trả được cho là rất đắt. Đại diện Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng đã lên tiếng nói rằng những hình ảnh máy bay của Trung Quốc xuất hiện ở ngoài Biển Đông trong bối cảnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho điều hai nhóm tàu sân bay tác chiến mang tên USS Tedron Forestfield và USS Carl Vinson đang tập trận chung ở ngoài Biển Đông với các nước trong khu vực. Và đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần vừa qua, Hải quân của Mỹ đã cho tiến hành những cuộc tập trận chung để đảm bảo cam kết với cả đồng minh cũng như đối tác trong khu vực về một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định và giữ vững an ninh. Mỹ cũng nói rằng sẽ bảo vệ Việt Nam trước bối cảnh mà phía Trung Quốc liên tục gia tăng sức ép. Mỹ coi Việt Nam là đối tác tin cậy số 1 ở khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang cho bắn đạn thật và phóng tên lửa để gửi thông điệp cứng rắn tới chính phủ của Trung Quốc rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những cái hành động vô lý ở ngoài Biển Đông đi. Nếu không, Hoa Kỳ cùng kết hợp với cả một số nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ ra tay chỉnh trị Trung Quốc. Trước đó, thì Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình nên tập trung cao độ cho công cuộc phòng chống lũ lụt và thiên tai tại nước mình, chứ đừng đem tàu chiến và máy bay gây hấn nước ngoài Biển Đông. Nếu không, cái giá mà Trung Quốc phải trả được cho là sẽ rất đắt trong thời gian tới. Tin nóng, chấn động thêm một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc. Tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm bung chân móng con đập Tam Hiệp, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này phải sơ tán gấp, nếu không sẽ bị nguy hiểm ập tới. Dự báo Trung Quốc trong nay mai còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết. Như vậy, và nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 97,5%. Khi đó, toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc trên bản đồ nữa, và đây không biết là tin vui hay là tin buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được thì đỉnh lũ số 2 đã xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt mức cảnh báo rất cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông tại con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến hàng triệu hàng tỷ người dân Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này, tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo con sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút rất cam go, ngàn cân treo sợi tóc.
Được biết, một nguồn tin từ mạng xã hội cho biết bị chính quyền ông Tập Cận Bình chặn lại, không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất kỳ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập được cho là đã mất ăn, mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất, sạt lở liên tục tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền của ông Tập quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay, để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Giờ đây, đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông gây ra. Chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho tàn phá rừng, phá núi một cách bừa bãi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây dựng con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, sự trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang, đó là vào lúc 18 giờ chiều ngày hôm qua tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến từ Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời. Phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng, mưa lớn khắp các tỉnh phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất. Hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất sạt lở. Nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần, cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết theo dòng nước cuồn cuộn. Sau tất cả những gì đang xảy ra, không biết chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức hay thay đổi hay không? Liệu ông ta còn tham lam, độc quyền, độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với cả các nước xung quanh mình nữa không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Với bản chất độc tài, tham lam và tiểu nhân muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai và biển cả tài nguyên của các nước khác, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự lên vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều, gây hấn nhằm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng trên thế giới, khiến tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự, hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội lỗi đó bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao, Đức Chúa Trời đã ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên trên thế giới, không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc đâu, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đã nói lên Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Nếu như không thay đổi, sống tốt lên mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hại của các nước trong khu vực thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm,
nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã ra thông báo do mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh con đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra 1-2 trận động đất sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa xả lũ khác. Hiện tại, khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nước ở thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 mét và tình trạng kiểm soát lũ ở An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết mực nước tại Hồ Thái Hồ đạt 4,65 mét, mức kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục phòng chống lũ ở Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ cảnh báo cao nhất và các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào Hồ Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét, nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập, các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề nhất và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Ông Vương Gia Bảo, giáo sư một trường đại học tài nguyên nổi tiếng ở Thượng Hải cho biết nhiều khả năng cao nếu xảy ra đỉnh lũ số 2 thì con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và các lực lượng chức năng phải hết sức đề phòng. Hôm qua, hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ cho mưa lớn và mực nước tại các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thành phố Vũ Hán bên bờ con sông Dương Tử cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước tăng lên nhanh chóng và đạt mức quá nguy hiểm so với mức an toàn. Hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi đang tích trữ nhiều nước lớn nhất của Trung Quốc, đang cố gắng giảm bớt lưu lượng gây ra rủi ro lũ lụt ở vùng hạ lưu. Hiện đang có mức nước cao hơn 10-12 mét so với mức cảnh báo và hồ chứa này đang chứa với lượng nước lên tới 60 tỷ mét khối. Và đây là một trong những lượng nước lớn nhất trên thế giới. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Hãng tin Reuters còn cho biết mực nước tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cũng đang vượt mức cảnh báo đỏ tới 18 mét và nguy cơ xảy ra vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra và nguy cơ vỡ con đập Tam Hiệp là rất lớn.